Xin chào quý khán giả của Hồ Bảy Trăm Official, và đây là hậu trường của tập 5. Thì tập này là bắt đầu là ba của anh Hồ Quang Hiếu đi xuống đây để mà mua đất, tại vì anh Hồ Quang Hiếu quá chậm chạp do mê gái, cho nên Hồ Quang Hiếu quyết định là không làm dự án này nữa, nhưng ông Sang không chấp nhận và ông Sang quyết định là dấn thân xuống đây để mà xử lý cái vụ này. Nhưng mà rất tiếc là Hồ Bảy Trăm đã kêu gọi hàng xóm láng giềng đi quýnh lộn. Đây là một cảnh đi quýnh lộn cả nhà, hồi nữa dí anh Kim Tử Long chạy à. Rồi con cứ thương lượng đi, chúng chú nói nghe có vẻ dễ dàng quá ha, có vẻ nghe có ha. Nhưng tôi quyết định, tôi và mọi người ở đây, tôi và mọi người ở đây quyết định không bán đất để coi ông làm được gì. Chú đừng nghĩ những đồng tiền của chú là tụi tôi gì, chú nghĩ ơi, chú đừng có lấy tiền của chú ra để mà dụ tụi tôi. Con còn trẻ, cô đi, tôi với cô đi, tôi với cô đi chơi ba. Cô còn trẻ, cô đừng có tỏ thái độ kinh thường đồng tiền như vậy. Đời nhiều biến đổi, đến lúc muốn bán, lúc muốn bán, có khi năn nỉ tôi cũng không mua đâu, lúc đó không kịp thời đáng gì. Có ra sao á thì tôi cũng không bán đất này của gia đình tôi buôn bán mấy chục năm nay. Chú nghĩ ông nghĩ là tôi để cho nó chạy vào túi ông một cách dễ dàng như vậy sao? Ông Sang định nói thêm thì Diễm vô lấy khúc cây chạy. Đúng rồi mọi người, đúng rồi đúng rồi mọi người. Vùng đất phê bán một chục năm, ông nghĩ nói gì dễ dàng vào túi ông vậy sao? Đúng không mọi người? Đúng rồi không bán đất, câu bán đất nhào tới cho tôi quên. Mấy người đó đông quá chú ơi. Đông thì kệ họ. Đông thì kệ họ. Chú quyết phải đàm phán mua được thì phải thôi. Mình quyết đàm phán mua được thì mới về. Con bé này được con nít ranh. Không, dạ. Con bé này cũng bé nít ranh. Để cho chú nói chuyện với ba má, ba nó. Tôi cần gặp người lớn. Không, để tôi nói chuyện ba má. Anh đang nói chuyện trợ lý mà. Trợ lý nói anh ơi, đông quá chú ơi, đông quá mà hình như nó... Ông nói gì với những người không biết điều này nữa, chị nghĩ cho lợi ích của mình thôi. Tiến lên. Hôm nay nhất quyết phải đồng thái là xong. Rồi, cảnh này là đoàn phim vô làm diễn viên hết luôn nha cả nhà. Vô hết, cho đồng vô vô ý. Nếu có khi thế. Ở nhà ra chắc phải quay vườn về. Rồi, ok chưa? Em lên nói là trợ lý nói lại nữa ha. Không phải vậy. Rồi, cái lần nữa nè. Sửa cho thôi, sửa cho mấy con, sửa cho. Bây giờ chị Thanh không có chịu đồ này, chị Thanh cái mới quá, giờ em lăn cho nó cũ mất nè. Giờ em lăn cho nó cũ mất. Trời lăn từ cao lăn xuống kia luôn. Trời ơi, nó lăn á. Ờ, đẹp á. Đó, đều á. Vẫn chưa dơ lắm. Xàm. Anh lăn thiệt cái trời nè. 1 hour later. Diệu, trời nó không lo, trời ơi Diệu ơi là Diệu. Con không lo, con rắp còn, con nó cũng lăn không vậy. Con lăn cho đồ nó dơ bớt, cái đồ mới quá. Đồ mới mua hả? Dạ, đồ con mua đồ xe với mà hơi mới là ba trời con xíu con lăn cái. Trời ơi trời, lăn nó không dơ mà nó thành nó giống như là con lăn bột vậy. Tôi là chủ đầu tư của các dự án biệt thự cao cấp ở đây. Cho nên là xét rồi đi, mình đưa máy rồi cho máy biết rồi. Ông giao cho các đệ tử của ông không được, cho nên bây giờ ông dắt tới chỗ này đúng không? Rồi sao quốc nữa rồi. Cặp đâu bản vẽ. Đây nước cặp bản vẽ. Đúng không? Không tiếp tục được bà con ở đây cho nên không có phải xuống tầng tay chứ gì. Bản vẽ cao quá cho nó xuống đây giùm tôi đi trời. Sao nó cao quá vậy? Đây là mảnh đất gắn liền với gia đình tôi mấy chục năm qua. Cho nên dù ông có bỏ bao nhiêu tiền đi chăng nữa chúng tôi cũng không bán. Đúng không mọi người? Tôi trả gấp đôi. Không bán. Tôi trả gấp đôi. Không có về đó, hôm nay nhất quyết phải đàm phán cho xong. Con nhỏ này con nít ranh. Anh đừng nói nhỏ đó, phải nghe câu này nó mới tức. Con nhỏ này là con nít ranh. Tôi chưa gặp ba má nói chuyện. Tôi chưa gặp ba má. Và tiếp cái gì nữa? Khỏi nói gì? Anh em ơi, khô má về đi. Ranh hả?
quyết định hả? Quyết định là tôi có quyền quyết định trong nhà này của tôi hả? Là ba má tôi hả? Anh em cô báo mấy người đây dí chạy. Anh nói con nói cho anh, tôi nói cho ông biết tôi là chủ của mảnh đất này. Tôi là chủ của mảnh đất này. Muốn gì phải bước qua tôi. Muốn gì phải bước qua xác tôi nè. Mọi người, lên. Mọi người, đi lên. Chạy. Chạy qua đây xong. Chạy xong ha. Mọi người đâu? Mọi người đâu? Mọi người đâu? Cây cây thông có không? Có không? Ông chú, ông có gì nói là đích danh tại người tôi là chủ của mảnh đất. Đó cái đi đang đi lấy rồi anh. Cái thông bên đây nó chọn. Mẹ mới nhánh sai do tự nhiên á em. Ý là có thằng mẹ đứa xuống. Có thằng mẹ mà đi thay mà cây lấy nhà. Dạ đi thay đi thay cho mọi người. Đồ ổn á. Ổn rồi. Không có sao đâu. Mẹ giết được mà. Mẹ giết thì vô mà. Anh nói lại không? Đồ của đất nó đi. À được rồi, đủ rồi. Đông lắm. Đông rồi, đông rồi. Có cảnh nào gửi lại cho cảnh em không? Gỡ là cuối đó. Gỡ cuối đầu kia đó. Cây nào? Cây này cầm nọ cầm ngon. Cầm lắm á. Cầm lắm. Để bớt cái này đi. Nước, cái cây đó là trời ai đó nước. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Rồi tất cả mọi người lên đây đi. Đừng nằm ngoắc kêu số. Đâu nè, giờ nghe tất cả cùng nói nè. Ai là ông chủ đầu tư đầu đàm phán đâu? Ai là người mua đất đâu đầu đàm phán đâu? Đây lên trên. Hai nhớ điểm đó nha. Nhớ điểm nha. Thấy mấy đa được nha. Hai bà này không cầm gì hết đó anh. Cho đầu cầm. Cho đầu cầm. Đi lấy gì đâu. Tự nhiên đi lấy rồi. Má đi lấy đi rồi anh. Má đi lấy hai cái đi rồi. Rồi được rồi. Rồi lên đây là quốc hội. Rồi chứ bay. Quay nông dân á.